Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình ăn mì omachi với mình nấu với thịt bò nha mọi người. Mình ăn kèm rau sống với cà chua với xúc xích với mà chả cá viên nha mọi người. Mà mọi người ăn thưởng thức cùng mình nha. Nguyên một mâm. Mà mọi người ăn cùng mình nha mọi người. Mọi người có thương mình á, mọi người cho mình xin một cái đăng ký và một cái like nha mọi người, cho kênh mình mau phát triển nha mọi người. Mình cũng mới thành lập kênh thôi, mình cũng còn thiếu sót nhiều lắm, mong mọi người thông cảm bỏ qua cho mình nha. Chắc chưa mọi người, vừa đói á, mà đi ra ngoài vườn mà ngồi ăn kiểu này á thật là ngon, mát mẻ, nó ăn nó không khí nó trong lành mát mẻ mà lại ngon á mọi người. Hết gói mì quay ta ăn cái bò viên mọi người.
Mình mua trong siêu thị cấp mát ấy. Nó ngon hơn bán sạp ở ngoài. Chà lòng chợ ăn nó có chất chỉ béo hơn mọi người. Giá bọn không dọn nghe sực 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 gió mát rồi ăn với tưởng